Hello anh em. Đây. Đang ngồi chơi với sếp đây. Hôm trước nếu mà anh em theo dõi ở trên NonoLip thì cũng biết tôi mới mang về một em sếp. Em này phải gọi là em sếp. Em sếp rất là ngoan. Em sếp rất là ngoan. Hôm trước livestream ở trên NonoLip thì tôi cũng đã cho coi như là webcam chỉ có soi vào xem sếp đang làm cái gì thôi. Đấy, bây giờ thú vui của tôi coi như là khi mà livestream ở trên NonoLip hoặc là đi sang bên studio phòng stream thì sẽ chỉ có một cái việc rất đơn giản, đó là hầu hạ sếp thôi. Rất là ngoan anh em ạ, rất là ngoan. Nó có tên là Patek anh em nhé, Patek. Đây là Miu Miu được Vi Dũng. Vi Dũng mèo nhà nó có đẻ được mấy con liền, nó chăm sóc được qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn nhỏ rồi. Đến bây giờ lớn rồi, quen ăn hạt, quen đi vệ sinh các thứ ABC ở trong chậu cát rồi. Thì bây giờ rất là ngoan. Đấy. Hàng ngày đấy tôi chỉ có mỗi việc đó là chăm sóc sếp thôi. Đấy. Đi đâu đấy? Chắc đi ra đi ăn đấy. Sếp ra sếp ăn đấy. Đấy, ngồi ăn hạt đấy. Đây. Ra ngồi ăn hạt. Ăn đi. Ăn đi Miu. Đấy, được huấn luyện là ăn hạt các thứ rồi. Mèo ăn hạt thì nhiều anh em có bảo là ăn hạt thì các thứ nó không có lợi cho sức khỏe của mèo lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cho ăn tươi. Còn bình thường thì cho ăn hạt. Với lại nhưng mà cũng có một số anh em cũng bảo là ăn hạt này mèo nó béo. Tôi chỉ thích mèo béo thôi. Nó phải mũm mĩm tí. Ăn xong nhớ uống nước nha. Nghe chưa? Miu. Tôi hay gọi là Miu. Còn tên gọi từ bé của nó là Patek anh em ạ. Patek. Ăn nhớ uống nước vào nha. Miu nha. Nhớ uống nước vào đây. Hàng ngày nó chỉ có ăn với ngủ với chơi thôi, không có phải làm cái gì nó nặng nhọc cả. Hôm đầu về thì thanh niên còn có vẻ chưa quấn lắm, nhưng mà đến ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi là bắt đầu coi như là quấn rồi. Thấy coi như là tôi ở đâu là chạy ra coi như là quấn quýt xung quanh, ôm dụi người, thân thiện lắm. Nằm một lúc lại bắt mình lại phải massage đấy, lại phải lấy tay ngón tay coi như là cọ 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 cọ. Ăn khỏe nha. Chồng dáng ngồi ăn chồng. Dáng ngồi ăn chồng rất bố đời, hai chân sau tẽ. Miu ơi, ăn no chưa? Ăn no chưa? Thôi trời đánh tránh miếng ăn đây anh em ạ. Cho ăn đi. Hơi bừa bộn tí anh em thông cảm. Tại vì là cũng mèo cũng mới về ngày hôm qua nên ra tôi cũng chưa chuẩn bị được nhiều thứ lắm. Nói chung là để hôm nào nghỉ stream thì sẽ đi mua các cái thứ đồ. Ví dụ như là ổ nằm rồi. Thấy thằng Ví Dụ nó bảo là không nằm cho nằm đâu cũng được. Nó thích nằm đâu, nó mát thì nó nằm, không cần mình phải chuẩn bị ổ nằm. Nhà thôi cứ chuẩn bị cái ổ nằm cho nó tương tất. Nhé sếp nhé. Lau mặt lau mũi đi. Không uống nước à?
Đây chậu cát. Chậu cát thì để có đi vệ sinh các thứ ABC thì thoải mái. Chậu cát này cũng có, cũng hơi bé, tôi sợ nó còn hơi bé. Đây, chậu cát MSI. Rất xịn. Có lẽ là con mèo đầu tiên trên thế giới được coi như là chơi chậu cát của MSI ở thôi, phần cứng máy tính ở thôi. Đấy, bắt đầu ra chơi đấy, bắt đầu quấn quấn quýt đấy. Bắt đầu quấn quýt đấy. Con này thì mèo giống Anh, mèo ngắn, lông ngắn. Tôi thích lông ngắn như này thôi, nhìn nó trông nó bụ bẫm hơn. Mèo được anh em ạ. Với lại nó cũng đỡ rụng lông ra nhà, nó cũng đỡ bẩn. Đi chơi đi. Đấy, bắt đầu đấy. Bắt đầu tiếp mục coi như là tắm rửa đấy. Tiếp mục tắm rửa này hơi bị mất lịch sự nha. Nghiêm nha. Tiếp mục tắm rửa hơi mất lịch sự đấy. Nhìn chưa? Hơi mất lịch sự đấy nha. Đấy, từ bây giờ thì nói chung là từ bây giờ trở đi không, nếu mà anh em ở trên Nonolip mà có ủng hộ ấy thì từ bây giờ coi như là webcam khi mà tôi chơi game thay vì mặt tôi, nhiều anh em mà tôi mặc dù là tôi chỉ chiếu sau lưng thôi nhưng mà nhiều anh em vẫn kêu là dở hơi ở mà hay sao mà mặt thì xấu cho lên cam làm cái gì, với lại quay lưng lại với anh em làm cái gì. Thì từ bây giờ cam ở trên Nonolip tôi sẽ để chỉ soi xếp thôi cho anh em ngắm xếp ngủ nha anh em nhá. Nếu mà anh em ủng hộ, nếu mà anh em ủng hộ là cam chỉ có để ngắm xem sếp đang ngủ hay là sếp đang chơi ở trên Nonolip thì anh em comment nhá, anh em comment hoặc like hoặc là comment để tôi biết. Từ bây giờ sếp sẽ có một chỗ chiếm trệ, tôi chắc phải xây dựng cái chỗ, xây dựng một cái chỗ gọi là chuyên nghiệp, xây dựng một chỗ chuyên nghiệp chuyên dụng ở trong góc stream để cho sếp nằm. Đấy, cam chỉ có hướng về sếp thôi, như là nhân vật chính đấy. Được một cái là hôm trước tôi live stream mặc dù mồm tôi rất là to nhưng mà vẫn ngủ ngon, vẫn như không luôn, không thèm quan tâm gì. Nên thỉnh thoảng tôi có đưa tay vào tôi nghịch nghịch, thì anh em mà xem cái buổi stream mới nhất trên Nonolip của tôi là anh em sẽ biết. Vẫn coi như là nằm ngủ được, thế là ok. Mặc dù ngay bên cạnh có một thằng nói hơi nhiều nhưng vẫn nằm ngủ được, thế là giỏi rồi. Kêu rất bé thôi anh em ạ, không kêu to đâu. Kêu rất là bé thôi. Diễn đi. Buồn ngủ đấy. Chơi từ nãy đến giờ đến tầm này đều buồn ngủ đấy. Buồn ngủ đâu, tìm chỗ mát nằm đấy. Nằm một lúc và đi vào giấc mộng ngay đấy. Thôi để cho sếp ngủ anh em ạ. Để cho sếp ngủ đấy. Một khi đã ngủ thì không quan tâm gì đến nhân tình thế thái đâu. À, con này nó được một cái là nó có chỗ nào nó mát thì nó nằm nó ngủ thôi, chứ cũng không có kén chọn gì, rất là dễ nuôi. Miu ơi, không chào mọi người đã ngủ à? Ngủ rồi. Đấy thì phòng stream thì tôi sẽ xem là có cái, thực ra thì tôi đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho đây. Đấy là ban đầu thì tôi chuẩn bị một chỗ như này cho sếp nằm sếp ngủ, nhưng mà có vẻ cái này nó không được mát cho lắm. Thì nếu mà anh em có biết có cái ổ như nào mà có thể là nó mát, có thể là ổ hay là bây giờ người ta có làm cái này, ví dụ có đổ nước vào kiểu như là đệm nước gì đấy nhở, cho nằm thì chắc là sẽ mát, giống như kiểu đệm nước mà chúng ta hay ngồi nhở. Có khi tôi phải mua một cái đệm nước kiểu như vậy. Ra đây mà ngủ này, vào đây ngủ thử này.
Đấy, trông nằm kìa, rất tự nhiên. Miu Patek ơi, ngủ đây này, để đây biết thanh niên nó trèo vào, có biết đường mình trèo vào ngủ không, khéo lại vào lại tưởng là chỗ đi tè. Không, con này nó biết chỗ đi tè, nó sẽ không chui vào đây nó ấy đâu. Đấy, đúng rồi, vào đi, đúng rồi, tham quan đi, vào đi. Ngửi cái gì, vào đi. Đấy, thành chỗ test móng rồi. Có vẻ không 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 gì rồi anh em ạ. Có vẻ không thích cho lắm. Cha không thích chỗ kia rồi. Ra nghỉ cái que đấy. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Đấy, bắt đầu đấy. Hôm nào có dịp thì tôi sẽ làm thêm clip cụ thể hơn về sếp. Rồi, rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again.